Bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 3 Tết và tôi sẽ quay lại một vòng chợ Sapa xem có cái gì ở đây ha. Tôi nghĩ rằng có đến 50% các mặt hàng đã trở lại để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày rồi, bởi vì là Sapa là một điểm du lịch và chắc chắn là các nhà hàng và khách sạn nhu cầu rất lớn cho các thực phẩm. Chính vì vậy là các nhà cung cấp và bà con tiểu thương bán buôn bán lẻ thì cũng sẽ phải trở lại hoạt động rất sớm theo cái nhu cầu của khách du lịch các bạn ạ. Đây, toàn bộ một mặt hàng nông sản ở đây đầy đủ, không thiếu gì ạ. Đây bên này chủ yếu là rau, và tôi thấy bên kia thì các mặt hàng như là chợ này, như là thịt, bún cũng đã có đầy đủ rồi. Đó. Đây là mình đến có hơi muộn một chút, chứ buổi sáng các nhà hàng đã đi lấy đồ hết ở đây rồi. Đấy. Bây giờ là chủ yếu là còn bán lẻ thôi, còn các nhà cung cấp hầu hết đã lấy hết rồi. Đây trong này khu vực chợ này, nó chưa mở hoàn toàn 100% nhưng mà cũng đã có đầy đủ các quán hàng thịt cá, rau dưa. Đây, thịt gà rất nhiều đây. Đấy, khu vực này rất là nhiều cả thịt bò, thịt lợn, thịt gà, đầy đủ hết ạ. Này, những cái đùi lợn. Thịt gà. Đó. Đây, bên này thì có một khu khu này là tự phát, họ có bán đồ ăn ở đây. Đây, mọi người lên đây để ăn sáng thì ra chợ ăn sáng rất là ngon nhé. Toàn đồ trứng chế, tràng rất là ngon, nội tạng. Đây là cái quán ăn mà tự phát họ chỉ có làm trong vòng mấy ngày Tết thôi các bạn ạ. Bởi vì là khu chính ăn uống của chợ Sapa là nó nằm ở trong cái tòa nhà trong này. Đó. Còn ngoài này nữa thì mình có thấy là các chạp bán hoa quả này, đầy đủ hết. Đây, những đồ ăn vặt cho người dân ở đây đi chơi, xúc xích và xoài muối. Đây, ra đây cho các bạn xem con gà đen nhá. Đây, gà đen này, gà đen Sapa đây các bạn này, nó như kiểu con chim thôi các bạn ạ. Đấy. Nó chỉ bé tầm đâu đấy khoảng mấy lạng này. Ôi, đây là rau cải Sapa, cải ngồng này rất là ngọt này. Ngồng này bán bao tiền một cân? 25.000 anh ơi. 25.000 một cân á? Và đây là ngồng siêu hào, nó bán rẻ thì là ngồng kẻ là hay đáng tí ấy. À, ngồng ngọt đúng không? Vâng, đây là ngồng ngọt, nó ăn rồi nó ăn rồi. Ok. Đây cái ngồng này nó. Ok, 25.000 một cân là rẻ. Đây là xoài sấy, xoài muối các kiểu luôn. Khu vực chợ chính trong Sapa này là chưa mở cửa các bạn ạ, mà chủ yếu là có họ bán những cái quán ở ngoài đó. Còn khu vực ăn ẩm thực chính ở trong những cái chợ này họ sẽ mở cửa ra này. Đó. Đây, bà con đi ăn đi chơi rất là vui. Đấy, người Mông họ đi chơi rất đơn giản các bạn ạ, không có cầu kỳ gì hết, chỉ cần mặc quần áo đẹp đến chợ và được ăn uống. Đấy, lát nữa mọi người sẽ thấy chủ yếu xuất hiện trên đường khu phố sẽ là màu đen đặc trưng của người dân tộc Mông các bạn ha. Đấy. Cứ đi ra đi vào rồi đi ăn thôi, đi chơi. Họ sẽ không phải suy nghĩ làm việc gì trong những cái ngày này cả. Đấy. Trẻ em ra đường này, tự đi chơi với nhau thành nhóm thôi. Cũng không cần phải đi cùng với bố mẹ đi kèm. Chắc chắn các bạn cũng sẽ có cái tiền lì xì và để có thể mua cho mình những cái đồ ăn ở đây. Đấy. Đây là một cái văn hóa mà ở Sapa, văn hóa vùng cao rất là hay luôn. Không cần biết là mưa hay nắng hay là mù hay rét. Đấy. Đồng bào vẫn cứ ra chợ. Đó. Một số đồng bào thì cũng sẽ
một số người thì họ cũng sẽ tận dụng cái thời điểm này họ kinh doanh buôn bán. Ví dụ đây là của người Mông, đây người Mông này bán cho người Mông luôn các bạn ạ. Đấy, đây là bà chủ rồi. Đấy. Quýt. Người Mông bán cho người Mông luôn. Đây. Kia có mấy bé gái đang ngồi ăn này. Mình dựa ra xem. Bé tí mà họ trang điểm rất là đậm luôn. Bé tí nhưng mà trang điểm rất là make up rất là đậm luôn các bạn ạ. Hai bạn này, bạn này ở xã nào đây? Xã Trung Trải ạ. Trung Trải á? Ui, đi bộ lên đây à? Đi xe. Đi xe á? Em mấy tuổi rồi? Bọn em mấy tuổi rồi? Em 13. 13 à? Lấy chồng rồi chứ? Chưa. Thế bạn này? 12 á? Là con đi học không? Hả? Bạn kia? Mười mấy? 10 tuổi à? À, xinh nhờ. Đấy. Tớ tưởng là phải có người yêu rồi chứ. Chưa có. Đây, mấy anh này đẹp này. Ok, đây, đi chơi vui vẻ nhá. Trung Trải à, xa nhờ? Không xa, tầm khoảng 10 cây số gì đó thôi. 10 cây số à? Xin đi anh. Ừ, tí nữa anh đi chơi một tí. Tí nữa anh chơi một tí nữa nhá. Này, đi quay một vòng nữa. Kênh Sapa ơi nhá. Đăng ký kênh Sapa ơi để tối lên xem nhá. Ok. Yêu quá. 13, 12 tuổi rồi. Make up rất là đậm mà. Chắc chỉ cần 1-2 tuổi nữa thôi thì... À thôi, phải chụp kiểu ảnh với bạn này đã. Đấy, tiếp tục. Hầu hết là gốc xoài, bởi vì xoài đây họ hay có ăn xoài. Đây là muối ớt. Ui, đây có bánh khoai, bánh chuối. Ngon. Dạ vâng. Anh quê đâu anh? Anh quê Hải Phòng. Anh thấy Sapa đẹp không anh? Sapa đẹp em ạ. Vâng, vâng. Hôm nay mình lên đây mình đi chơi được đâu chưa? Anh đi chơi rồi, đi đỉnh Pasipang. Pasipang rồi đúng không? Vâng. Đi chợ thôi. Quá đẹp đúng không anh? Cả nhà đi chơi vui vẻ anh nhá. Đó thì mọi người có thể qua bên này để mà chơi những cái game show. Đây. Ném bóng này, ném tiêu. Bao tiền tiêu em? 30.000 ba tiêu nổi cả ba đấy không chưa? À 10.000 một cái à? Nổ mấy cái thì được? Nổ cả ba cái được không? Nổ cả ba thì được cái con bất kỳ con nào à? Đây là có được con nào không? Đây bắt đầu xem anh ném nhá. Đây ạ. Ui được very good. Tiếp được đấy, xạ thủ đấy. Wow, chúc mừng anh nhá. Ô đây anh à, sướng quá. Ơi anh ơi, anh ở đâu mà anh ném chuẩn đấy? Sapa à? Ôi siêu nhờ. Anh có hay chơi này không? Không. Thế à, nó ném giỏi nhờ. Con thích không, con thích không? Có mà có đi. Nhiều đấy nhờ. 30.000 ba cái. Thử đi, người ta làm được mình cũng mua thử mua cho con. Thế à? Dễ thế mà. Như này, tiếp tục. Đấy. Đúng rồi. Tiếp tục 3 tiêu nữa. Đấy, giời kinh nhỉ. Thoải mái đi anh ơi. Chuẩn bị nhá. Được đấy. Ném tự tin. Chắc là hồi bé chơi nhiều. Ôi dồi. Ôi trời, lột. Lột hai cái thì được cái còi à? À, lột hai cái được cái còi. Đấy, cho trẻ con chơi. Ôi giời. À đây bên này cũng có này. Rất hay. Ô bên này có chơi trò ném gì các bạn ạ?
Ném non à? Nó ném non, chúng ném non nào được non đấy à? Ném à hay là làm gì đấy anh? Ném anh ạ. 5.000 một quả ném, rồi chai nào lấy chai đấy ạ. À, 5.000 một quả. Nhìn khó đấy nhỉ? Nhìn này nhìn xa đấy. Cho gần này tí đi. Liên con chỗ chắc là 6 hổ la sao này. Nào, ném đi em, ném đi. Cháu chưa ném bao giờ, chưa chắc là chúng nó. Thì lấy đi. Đấy. Chơi tiếp. Cứ chơi hết trò này đến trò khác các bạn ạ. Đứng đây ném cái này nhìn thì rất dễ thôi, nhưng mà cái này có vẻ như là kích thích và như kiểu là ui hấp dẫn nhất bởi vì nó rất là gần. Sẽ qua bên này một chút nữa. Đây có một cái xe phượt này. Ui dồi, xe đẩy tống mà đi xuyên Việt Nam. Kia, đất châu bò luôn. 911 đất cả. Cho đủ thứ lên nóc luôn các bạn ạ. Khách chủ yếu là khách gia đình, họ có đi du lịch. Khu vực bến xe của Sao Việt ở bên này lượng khách vẫn chưa có nhiều. Sao Việt đây các bạn nhé, ngay khu vực ngã ba. Tiếp tục đến khu hàng rau các bạn. Đây là lan còn ế thừa này các bạn này. Lan hoa ế thừa. Chắc tầm này không ai mua nữa rồi. Mầm đá này. Đây là mầm đá. Còn đặc sản Sa Pa. Mầm đá rất là nhiều luôn. Chậu lan còn thừa chưa bán được, vẫn đang ở đây. Đó. Đây họ có bán cả lan bó này. Lan bó bằng cành, bán theo cành, chơi theo cành luôn. Đây là siêu thị mặt đất Củ Cải Đỏ, nổi tiếng là Sa Pa. Mình nghĩ rằng ngày mai thì sẽ đầy đủ hơn, có thể đạt đến 90% các mặt hàng và chợ Sa Pa sẽ quay trở lại như những ngày bình thường. Đó. Còn hiện tại hôm nay là ngày mùng 3 thì vẫn đang có nhiều thương gia vẫn có chưa, có thể là chưa được ngày nên là họ chưa có mở hàng và cũng do là nhu cầu cũng chưa có nhiều. Chính vì vậy là họ cũng chưa mở hàng. Nhưng mà có một điều là thời tiết thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Những ngày này thời tiết nó rất là se lạnh như thế này, mọi người du xuân rất là thoải mái, nó không có bị mù và không có bị quá rét. Và một cảnh quan mọi người nhìn chụp ảnh các thứ nó cũng rất là đẹp. Rồi, như vậy là mình vừa có review qua chợ, khu vực chợ Sa Pa ngày mùng 3 Tết các bạn ha. Các bạn thấy chợ Sa Pa thế nào? Mình hãy comment lại phần dưới video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để luôn luôn ủng hộ mình và cho mình thêm động lực để mình làm những video tiếp theo.
Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại, chúc mừng năm mới ạ.